Rất vui mừng khi được gặp lại tất cả các bạn học sinh lớp 10 thân mến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong kiến thức của phần chương đầu tiên trong môn toán lớp 10 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống rồi, có đúng không nào? Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu vào chương 2. Chương 2 của chúng ta nói về mất phương trình và hệ mất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy thì về mất phương trình thì chúng ta đã được làm quen ở lớp mấy rồi các bạn nhỉ? À, đúng rồi. Ở lớp 8 chúng ta đã được làm quen với mất phương trình. Nhưng ở lớp 8 thì chúng ta chỉ mới học về mất phương trình bậc nhất một ẩn. Vậy như thế nào là mất phương trình và hệ mất phương trình bậc nhất hai ẩn? Thì chúng ta sẽ cùng cố gắng nghiên tìm hiểu trong chương 2 của toán lớp 10 này nhé. Thì với thời lượng của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào bài thứ 3. Mất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy thì để cùng nhau hiểu khái niệm của mất phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta sẽ cùng quan sát lên phần khởi động giúp cô Nguyên nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ có câu hỏi phần mở đầu trang 22 thuộc sách giáo khoa toán lớp 10 tập 1. Đề bài cho chúng ta như sau. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tập một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả của một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại. Loại 1 là dành cho trẻ từ 6 đến 13 tuổi với giá vé là bao nhiêu các bạn nhỉ? À, 50.000 đồng một vé. Loại thứ hai là dành cho người trên 13 tuổi với giá vé là 100.000 đồng trên một vé. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? À, khi mà chúng ta mua vé xem phim ấy thì mua vé dành cho các bạn từ 6 đến 13 tuổi thì chúng ta chỉ phải trả 50.000 đồng cho một vé thôi. Còn nếu mà chúng ta trên 13 tuổi, có nghĩa là chúng ta 14 tuổi này, 15 tuổi và lớn hơn đúng không? Thì giá vé mà chúng ta sẽ phải trả đó là 100.000 đồng cho một vé, đúng không? Đấy. Vậy thì ở hiện nay ấy, trên các cái rạp chiếu phim ở trên toàn quốc ấy thì người ta cũng hay áp dụng các cái chương trình để giảm giá vé cho khách hàng là trẻ con, đúng không? Đấy, thì giá vé nó sẽ rẻ hơn so với thiếu niên và người lớn. Đấy. Tiếp theo này, người ta tính toán rằng để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu là 20 triệu đồng. Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ. Vậy thì ở đây, phần mở đầu này chúng ta thấy là có hai loại vé. Cho nên giá tiền của chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái số lượng vé bán ra cho từng loại, đúng không? Đấy. Vậy thì số lượng vé bán ra trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ? Câu hỏi này chúng ta chưa thể trả lời ngay bây giờ được, đúng không? Đấy. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Câu hỏi này lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lên phần tiếp theo. Đó là hoạt động đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Ở hoạt động đầu tiên này người ta nói rằng trong tình huống mở đầu, nghĩa là tình huống mà cô vừa mới giới thiệu đến với các bạn đấy. Gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được. Đấy, số vé loại 2 bán được nhá. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được đơn vị là 1.000 đồng. Nhớ là ở đây người ta cho đơn vị phải theo 1.000 đồng. Lúc nãy là đơn vị của chúng ta là gì các bạn nhỉ? À, người ta cho giá vé thì đơn vị là đồng, đúng không? Đơn vị là đồng, còn ở đây đơn vị là 1.000 đồng. Đấy. Câu A, các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu là 20 triệu đồng? Và câu B, nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì? Vậy thì đối với bài tập này nhá, chúng ta thấy là rất là dễ dàng đúng không? X là số loại vé, số vé bán được loại 1 và y là số vé bán được loại 2. Mà giá của số vé loại 1 là bao nhiêu các bạn nhỉ? À, 50.000 đồng trên một vé. 50.000 đồng trên một vé đúng không? Đấy. Vậy thì nếu mà bán được x vé thì chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền khi mà bán được x vé loại 1 nhỉ? À, 50 nhân với x đơn vị là 1.000 đồng đúng không? Đấy. Thì chúng ta phải chú ý này. Nếu mà chúng ta gọi số vé bán được loại 1 là x vé và x ở đây nó phải thuộc n sao, bởi vì nó là số nguyên
nguyên không âm mà đúng không? Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, trang 22. Trong tình huống mở đầu, họa x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được. Viết biểu thức tính số tiền bán vé thu được, đơn vị 1.000 đồng ở rạp chiếu phim. Đó, theo x và y. Câu A, các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng? Và câu B, nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì? Vậy thì ở đây nhá, chúng ta sẽ phải chú ý, đó là ở đây người ta cho đơn vị của chúng ta là 1.000 đồng này. Mà ở tình huống mở đầu chúng ta cùng quay lại xem nhá. Ở tình huống mở đầu thì chúng ta sẽ thấy đây là gì các bạn nhỉ? À, ở đây người ta cho giá vé của hai loại, đó là vé loại 1 và vé loại 2. Vé loại 1 có giá là 50.000 đồng trên một vé. Đấy. Và 50.000 ở đây này, đơn vị của chúng ta là đồng này. Đó. Nếu mà đơn vị là 1.000 đồng thì chúng ta sẽ phải viết là 1.000 đồng và chúng ta chỉ viết là số 50 thôi đúng không? Đấy. Tương tự như thế, nếu viết đơn vị là 1.000 đồng ấy thì ở đây chúng ta chỉ viết số là 100 thôi. Đấy, bởi vì 1.000 đồng chúng ta viết bằng chữ rồi mà. Thì chúng ta chỉ viết là 100 thì chúng ta sẽ đọc là 100.000 đồng. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta có x là số vé loại 1 bán được. Vậy thì x phải là một số nguyên không âm, do đó x phải là một số tự nhiên, đúng không? Cho nên x của chúng ta sẽ phải thuộc n này. Đó, tập hợp số tự nhiên. Và số vé loại 2 bán được là y. Thì tương tự như x thì y cũng sẽ phải là một số tự nhiên. Số nguyên không âm là số tự nhiên, các bạn nhớ nhá. Đấy. Thì giá vé loại 1 thì sẽ là 50.000 đồng trên một vé, đúng không? Thì bán x vé thì nhân 50 lên, đúng không? Thì giá tiền bán x vé loại 1 thì sẽ là 50.000 đồng. Đấy, tương tự như thế. Thì giá vé loại 2 là 100.000 đồng trên một vé. Thì y vé loại 2 thì bán được, thì số tiền bán được sẽ là 100 nhân với y, đơn vị của chúng ta là 1.000 đồng, đúng không? Hay nói cách khác là khi mà chúng ta bán y vé loại 2 thì số tiền mà chúng ta thu được sẽ là 100.000 đồng. Đấy, cần nhớ nhé, đề bài yêu cầu chúng ta đơn vị là 1.000 đồng thì chúng ta sẽ phải biểu diễn tổng số tiền bán vé thu được là 1.000 đồng. Đó, theo đơn vị là 1.000 đồng. Đấy, vậy thì tổng số tiền bán vé thu được ở đây chính là tổng tiền của vé loại 1 và tổng tiền bán vé loại 2, đúng không? Cho nên là ở bài tập này rất là đơn giản thôi. Tổng số tiền bán vé thu được ở đây sẽ là 50x cộng với 100y và đơn vị của chúng ta phải là 1.000 đồng. Đó, nhớ nhá. Chứ nếu mà bạn nào mà làm 50.000x cộng với 100.000y mà để đơn vị vẫn là 1.000 đồng là sai to nhá. Nếu mà như thế thì đơn vị của chúng ta phải là đồng. Nhưng ở đây đề bài yêu cầu là chúng ta làm theo đơn vị là 1.000 đồng, cho nên ở đây chúng ta sẽ phải lấy là 50x cộng với 100y. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Vậy thì câu A, người ta yêu cầu là số vé bán được phải đạt là tối thiểu 20 triệu đồng. Tối thiểu là gì nhỉ? À, là cái nhỏ nhất phải bằng 20 triệu đồng. Đó, và phải bán được hơn như thế nữa, đúng không? Tối thiểu là cái mức thấp nhất mà chúng ta phải đạt được. Vậy thì gì nhỉ? À, 20 triệu đồng ở đây thì chúng ta biểu diễn dưới cái đơn vị 1.000 đồng. Thì đó chính là 20.000 đồng, đúng không? Đấy, 20.000 đồng này. Đó, bởi vì 1.000 thì gồm 3 chữ số 0, mà triệu thì là gồm bao nhiêu nhỉ? À, 6 chữ số 0. Thì 20.000 đồng ở đây chính là 20 triệu. Đấy. Thì x y của chúng ta sẽ phải thỏa mãn là gì nhỉ? À, cái tổng số tiền bán vé thu được này này, nó phải lớn hơn hoặc bằng 20.000. Đó. Đấy. Hay nói cách khác là tổng số tiền mà bán vé thu được nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng, đúng không? Mà 20 triệu đồng chúng ta đưa về đơn vị 1.000 đồng thì nó sẽ là 20.000 đồng. Đó. Vậy thì cô nhắc lại này, câu A, để số tiền bán vé đạt tối thiểu là 20 triệu đồng thì x y của chúng ta sẽ phải thỏa mãn đó là gì nhỉ? À, 50x cộng với 100y lớn hơn hoặc bằng 20.000. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết câu B. Nếu số vé bán được mà nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x y sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì nhỉ? À, nhỏ hơn thì chúng ta điền dấu nhỏ hơn vào thôi, đúng không? Không có gì khó khăn cả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền là 50x cộng với 100y sẽ phải
nhỏ hơn 20.000. Đấy, vậy là chúng ta hoàn thành xong hoạt động 1 rồi đúng không? Vậy thì từ hoạt động 1 này chúng ta thấy là chúng ta sẽ có hai cái gì nhỉ? À, hai cái bất đẳng thức như thế này. Đó. 50x cộng với 100y lớn hơn hoặc bằng 20.000 và 50x cộng với 100y bé hơn 20.000. Thì những cái anh này có chứa dấu lớn hơn hoặc bằng này, bé hơn này thì chúng ta sẽ gọi là các bất phương trình đúng không? Và các bất phương trình này chúng ta thấy là có chứa mấy ẩn nhỉ? À, có chứa hai ẩn là x và y. Đây, hai ẩn là x và y. Thì những dạng phương trình như thế này, bất phương trình như thế này thì chúng ta sẽ gọi nó là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bậc nhất ở đây thể hiện gì? Là bậc của x và y đều là bậc 1, hay là lũy thừa của x và y ở trong này đều là lũy thừa bậc 1. Đấy. Vậy thì những cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y sẽ có dạng tổng quát là ax cộng với bi nhỏ hơn hoặc bằng c với a, b, c là những số thực đã cho và a, b, c không đồng thời bằng 0. Và chúng ta có thể thay dấu nhỏ hơn hoặc bằng bởi dấu nhỏ hơn, hoặc dấu lớn hơn hoặc bằng, hoặc dấu lớn hơn, thì chúng ta đều được các bất phương trình bậc nhất hai ẩn với x, hai ẩn là x và y, đúng không? Đấy, chúng ta nhớ nhé, để chúng ta đã tìm hiểu về bất phương trình bậc nhất hai ẩn và chúng ta đã biết về khái niệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp cái hoạt động 2 của cô này. Ở hoạt động 2, người ta cho như sau. Cặp số x, y bằng 100, 100 có nghĩa ở đây là gì nhỉ? À, x bằng 100 và y bằng 100 thỏa mãn bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong hai bất phương trình thu được ở hoạt động 1. Từ đó cho biết rạp chiếu phim có phải bù lỗ hay không nếu bán được 100 vé loại 1 và 100 vé loại 2. Trả lời câu hỏi tương tự với cặp số XY là 150, 150. Đấy. Vậy thì bây giờ để trả lời được cái bài này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ thay cái cặp số XY này vào các cái bất phương trình ở hoạt động 1 đúng không? Thấy, chúng ta thấy bất phương trình nào đúng thì nó sẽ thỏa mãn bất phương trình đó, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thay với cô Nguyên này. Đây, đầu tiên là chúng ta thay x bằng 100 và y bằng 100 vào cái biểu thức 50x cộng với 100y. Đó, sau đó chúng ta đem so sánh nó với 20.000, đúng không? Đấy, thì x thì chúng ta thay đổi 100 và y cũng vậy. Thì chúng sẽ được là 50 nhân với 100 cộng với 100 nhân với 100. 50 nhân với 100 là 5.000, 100 nhân với 100 là 10.000. Thì kết quả tổng của hai anh này sẽ được là 15.000 đồng. 15.000 đồng chính là 15 triệu ấy nhá. Đấy. 15.000 lại bé thua 20.000, đúng không? Mà nó bé thua 20.000 thì nó thỏa mãn bất phương trình nào nhỉ? À, nó thỏa mãn bất phương trình ở câu B, đúng không? Đúng không? Đấy, bé hơn mà. Bất phương trình ở câu A là lớn hơn hoặc bằng, còn bất phương trình thu được ở câu B ở hoạt động 1 ấy là bé hơn. Vậy thì cái cặp số xy là 100 100 thì nó sẽ thỏa mãn bất phương trình 50x cộng với 100y nhỏ hơn 20.000. Và tính vì nó thỏa mãn cái bất phương trình này cho nên nó sẽ không thỏa mãn cái bất phương trình ở câu A, đó là 50x cộng với 100y lớn hơn hoặc bằng 20.000, đúng không? Đấy, nó chỉ thỏa mãn anh bé hơn thôi thì nó không thể thỏa mãn anh lớn hơn hoặc bằng được. Đấy, các bạn phải nhớ nhá. Vậy thì nếu rạp chiếu phim chỉ bán được 100 vé loại 1 và 100 vé loại 2 thì rạp chiếu phim sẽ phải bù lỗ, đúng không? Bởi vì nó chỉ đạt được không phải bù lỗ khi mà số tiền đạt được là 20 triệu đồng, mà ở đây nó nhỏ hơn, nó là 15.000 đồng, tức là 15 triệu đồng, thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ phải bù lỗ cho khi mà chúng ta chỉ bán được 100 vé loại 1 và 100 vé loại 2. Đấy. Rồi, tương tự như thế thì chúng ta làm với cặp số xy là 150 150, thì ta thay vào biểu thức 50x cộng với 100y thì ta sẽ được kết quả là 22.500 đồng. 22.500 nghìn đồng các bạn nhé. Đấy, ở đây nó chật một chút. Đấy, cô nhắc lại nhá, 22.500 nghìn đồng. Đấy, cô xin lỗi nhá, ở đây nói nhiều quá rồi lại bị nhầm lẫn đó. Và chúng ta sẽ thấy này, 22.500 này nó như thế nào nhỉ? À, nó lớn hơn 20.000, cho nên
cái cặp số xy 150, 150 nó sẽ thỏa mãn cái bất phương trình mà chúng ta thu được ở câu A. Đó chính là bất phương trình 50x cộng với 100y lớn hơn hoặc bằng 20.000. Và tất nhiên nó thỏa mãn phương trình này rồi thì nó sẽ không thỏa mãn phương trình còn lại. Đó chính là phương trình mà 50x cộng với 100y bé hơn 20.000, đúng không? Đấy, và chúng ta thấy là nó thỏa mãn phương trình ở câu A thì có nghĩa là gì nhỉ? Phương trình ở câu A của hoạt động 1 thì có nghĩa là khi mà rạp chiếu phim bán được 150 vé loại 1 và 150 vé loại 2 thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ đạt được cái tổng số tiền thu được là lớn hơn 20 triệu đồng. Do đó rạp chiếu phim của chúng ta không phải bù lỗ nữa, đúng không? Đấy. Vậy thì qua cái bài này chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? À, với một cái cặp số xy ấy thì khi mà chúng ta thay vào một cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn ấy thì chúng ta thấy là nếu mà nó thỏa mãn phương trình ấy thì cặp số xy đấy của chúng ta sẽ gọi là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhá. Đấy, đấy là cái khái niệm mà chúng ta sẽ suy ra được từ cái hoạt động hai này. Rồi, ok. Vậy để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp phần luyện tập 1 trang 23 để luyện tập nhé. Thì ở bài này người ta cho như sau: cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2x cộng với 2y lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Câu A, người ta yêu cầu là chỉ ra ít nhất hai nghiệm của bất phương trình trên. Và câu B, với y bằng 0 có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho. Vậy thì đối với câu A này, ở câu A thì chúng ta cần phải chỉ ra ít nhất hai nghiệm, có nghĩa là chúng ta có thể chỉ ra hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm hoặc vân vân, đúng không? Chỉ cần nó thỏa mãn là tối thiểu chúng ta sẽ phải đưa ra hai nghiệm của cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn của người ta cho, đó là x cộng 2y lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta biết rồi, lúc nãy ở hoạt động 2 thì chúng ta đã suy ra cái kiến thức đó là cặp số xy thỏa mãn cái bất phương trình khi mà thay vào thỏa mãn ấy thì đấy chính là một gì nhỉ? À, một nghiệm của bất phương trình. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chọn một cái cặp số xy bất kỳ, làm sao cho mà khi mà chúng ta thay vào cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn x cộng 2y lớn hơn hoặc bằng 0 để cho nó đúng ấy thì đấy chính là một nghiệm của bất phương trình đấy, đúng không? Đó. Vậy thì bài này chúng ta sẽ cùng làm như sau. Ở câu A, chúng ta sẽ check cái cặp số x bằng 0 và y bằng 0 thì khi mà thay vào ấy chúng ta sẽ được này. X cộng với 2y thì sẽ là bằng 0 cộng với 2y. Mà 0, cô xin lỗi nhá, 0 cộng với 2 nhân 0 đúng không? Mà 0 cộng với 2 nhân 0 thì chính là bằng 0. 0 thì hiển nhiên là lớn hơn hoặc bằng 0 rồi. Điều này là luôn đúng. Vậy thì cặp số 0, 0 sẽ là một nghiệm của bất phương trình đã cho, đúng không? Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi giải quyết phần luyện tập 1 này nhé. Ở câu A, chúng ta sẽ đi xét cặp x bằng 0 và y bằng 0. Thì khi mà chúng ta thay vào cái bất phương trình, chúng ta sẽ được là gì nhỉ? À, x cộng 2y thì chính là bằng 0 cộng với 2 nhân 0. Và cái kết quả của này bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? À, kết quả của biểu thức này sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ được là 0 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì điều này là luôn đúng, đúng không? Đấy. Vậy thì cặp số 0, 0 chính là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Đấy, cặp số 0, 0 chính là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Thì đây, chúng ta đã tìm được một nghiệm rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm nghiệm, một nghiệm nữa. Đó là chúng ta sẽ xét cái cặp số là x bằng 1 và y bằng 2. Thì ta thay vào nhé. Thì ta sẽ được là 1 cộng với 2 nhân với 2. Thì sẽ là bằng 5. 5 này lớn hơn là bằng 0 cũng là luôn đúng, đúng không? Vậy thì cái cặp số 1, 2 cũng sẽ là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Đó. Tương tự như thế thì các bạn có thể chọn một cái cặp số xy khác. Chẳng hạn như là 3, 4 hoặc là 5, 6 vân vân, đúng không? Chúng ta có thể chọn các cặp số khác để đảm bảo là cái cặp số đấy thay vào cái bất phương trình x cộng 2y lớn hơn bằng 0. Cái điều này nó luôn đúng là chúng ta sẽ được một nghiệm của bất phương trình đã cho, đúng không? Đấy, vì đối với bài này nhá thì chúng ta có nhiều kết quả, chúng ta có thể chọn 2 hoặc 3 cặp số bất kỳ miễn là nó thỏa mãn là được. Rồi, ở đây thì cô đưa ra 2 cặp số cho chúng ta, đó là cặp 00 và 11 thì đều là nghiệm của bất phương trình đã cho. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết câu B. Câu B người ta yêu cầu là với y bằng 0 có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn phương trình đã cho. Thì với y bằng 0 thì chúng ta sẽ thay vào bất phương trình đã cho. Thì chỗ nào có y chúng ta thay với 0 thì chúng ta sẽ được là gì nhỉ? À,
cộng với 2 nhân 0 lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Điều này sẽ tương đương với gì nhỉ? À, 2 nhân 0 thì bằng 0, x cộng 0 thì bằng x. Cho nên chúng ta sẽ tương đương với bất phương trình là x lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì có bao nhiêu giá trị x lớn hơn hoặc bằng 0 các bạn nhỉ? À, x lớn hơn hoặc bằng 0 thì x có thể bằng 1 này, 2, 3, 4, 1,2, 1,3, 1,4, vân vân, đúng không? Vậy thì chúng ta có vô số giá trị x mà thỏa mãn x lớn hơn bằng 0. Mà khi nó thỏa mãn x lớn hơn bằng 0 rồi thì chúng ta sẽ có vô với cái giá trị y bằng 0 thì chúng ta sẽ có được cái bất phương trình, từ cái bất phương trình đã cho chúng ta có được bất phương trình là x lớn hơn bằng 0. Vậy thì với giá trị y bằng 0 thì chúng ta sẽ có vô số giá trị x mà nó đảm bảo là x lớn hơn bằng 0, chỉ cần thỏa mãn nó lớn hơn bằng 0 là được, thì sẽ thỏa mãn bất phương trình đã cho, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta giải quyết được bài luyện tập 1 này nhá. Chúng ta đã hiểu như thế nào là một nghiệm của bất phương trình bằng nét hay ẩn chưa nhỉ? Rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo. Chúng ta quan sát lên phần hoạt động 3 cô. Người ta cho đường thẳng D là 2x trừ đi y bằng 4 trên mặt phẳng tọa độ OXY như hình 2.1 ở đây. Đó, hình 2.1. Đường thẳng này chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Rồi, chúng ta quan sát nhá. Đây, cái đường thẳng D ở đây này. Chia mặt phẳng OXY của chúng ta thành hai nửa, một nửa bên này và một nửa bên này, đúng không? Đó. Thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta thực hiện các câu như sau. Câu A, các điểm O có tọa độ 0,0, điểm A có tọa độ -1,3 và điểm B có tọa độ -2,-2 có thuộc cùng một nửa mặt phẳng B là đường thẳng D không? Và người ta yêu cầu tính giá trị của biểu thức 2x trừ y tại các điểm đó và so sánh với 4. Câu B, trả lời câu hỏi tương tự như câu A với các điểm C có tọa độ là 3,1 và D có tọa độ là 4,-1. Vậy thì bây giờ nhé, để chúng ta biết được là các cái điểm O, A, B có thuộc cùng một nửa mặt phẳng B là đường thẳng D có phương trình là 2x trừ đi y bằng 4 này hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát này. Chúng ta quan sát này, điểm A ở đây đúng không? Đó, điểm A ở đây, điểm B ở đây và điểm O ở đây, đúng không? Chúng ta quan sát lên hình 2.1. Vậy thì chúng ta sẽ thấy điểm A này, điểm B và điểm O nó cùng nằm về một phía, cùng nằm về một phía đúng không? So với cái đường thẳng D, nó nằm về phía bên tay trái, đây bên tay trái này, phía trên bên trái này. Đó. Vậy thì các cái điểm O, A, B sẽ thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D, đúng không? Nó thuộc nửa mặt phẳng bên tay trái này. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời được ý đầu tiên của câu A là có cùng thuộc, đúng không? Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi giải quyết là đi tính giá trị của biểu thức 2x trừ y tại các cái điểm O, A, B. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi thay cái gì nhỉ? À, các cái điểm O, A, B sẽ có hoành độ x và tung độ y. Ở đây chúng ta thay vào cái biểu thức 2x trừ y. Sau đó chúng ta đi so sánh cái kết quả mà chúng ta vừa tính được với 4, đúng không? Đây. Thì ta thay tọa độ điểm O, 0,0 vào cái biểu thức 2x trừ y này. Thì ta sẽ được là 2 nhân 0 trừ 0. Kết quả của biểu thức này sẽ được bao nhiêu nhỉ? À, là bằng 0. 0 thì chúng ta so sánh với 4 thì nó như thế nào nhỉ? À, nó nhỏ hơn 4, đúng không? Tương tự như thế chúng ta sẽ thay tiếp tọa độ điểm A và điểm B này. Thì sẽ được là, thay tọa độ điểm A vào này, ta sẽ được là 2 nhân với -1 này trừ đi 3 thì được kết quả là -5. -5 thì hiển nhiên là nhỏ hơn -4. Đó, chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy là nó nhỏ hơn 4. Tiếp tục thay tọa độ điểm B này thì ta sẽ được là 2 nhân với -2 trừ đi -2 thì chính là bằng bao nhiêu nhỉ? À, 2 nhân với -2 thì bằng -4, trừ với trừ là cộng này, -4 cộng với 2 thì bằng -2. -2 thì nhỏ hơn 4. Vậy chúng ta thấy là ba điểm OAB cùng thuộc một nửa mặt phẳng B là đường thẳng D. Và khi mà chúng ta thay tọa độ ba cái điểm này vào cái biểu thức 2x trừ y thì chúng ta thấy là kết quả nó đều là nhỏ hơn 4. Đấy, kết quả của cái biểu thức đó đều tại các cái điểm OAB nó đều nhỏ hơn 4. Rồi, chúng ta sẽ trả lời tương tự cho gì nhỉ? À, cho câu B này. Ở câu B này chúng ta sẽ quan sát hình vẽ. Và chúng ta sẽ quan sát lại hình vẽ giúp cô này. Đây.
các điểm C và D ở đâu nhỉ? À, đây, điểm C ở đây, điểm D ở đây. Thì chúng ta thấy hai điểm này nó cùng thuộc cái nửa mặt phẳng M phía bên tay phải của đường thẳng D, đúng không? Có M đường thẳng D và nằm bên phía tay phải của đường thẳng D. Do đó nó cũng sẽ cùng thuộc một mặt phẳng, là thùng thuộc một nửa mặt phẳng có M là đường thẳng D, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ thay tiếp này. Đó. Thay tọa độ điểm C là 3, 1 vào cái biểu thức 2x trừ y thì ta sẽ được là gì nhỉ? À, đây. 2 nhân với 3 trừ 1 thì là bằng 5. 5 thì lớn hơn 4. Đấy, chúng ta so sánh với 4 mà. Thì ta thấy là lớn hơn 4. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ thay tọa độ điểm D là 4 trừ 1 vào cái biểu thức 2x trừ y. Thì ta sẽ được này. 2 nhân với 4 trừ đi trừ 1 thì chính là cộng 1, đúng không? Đấy, trừ với trừ là cộng mà. Thì ta sẽ được kết quả là 9. Và 9 này thì cũng là lớn hơn 4. Vậy thì ở câu B này chúng ta cũng nhận xét thấy là khi mà hai cái điểm C và D của chúng ta cũng sẽ thuộc cùng một nửa mặt phẳng B là đường thẳng D. Và khi mà chúng ta sẽ thay tọa độ của điểm C và điểm D này vào biểu thức 2x trừ đi y thì kết quả của cái biểu thức đấy đều lớn hơn 4, đúng không? Kết quả của cái biểu thức đấy đều lớn hơn 4. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy được là gì nhỉ? À, các cái điểm mà cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ bên tay trái này, bờ bên tay trái này, thì khi mà chúng ta thì nó sẽ thỏa mãn cái gì nhỉ? Thỏa mãn cái bất phương trình là 2x trừ đi y nhỏ hơn 4, đúng không? Đó. Và cái tất cả các cái điểm mà thuộc cái nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng D mà ở phía bên tay phải này, này thì nó đều thỏa mãn cái bất phương trình là 2x trừ đi y lớn hơn 4, đúng không? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ biết được miền nghiệm của bất phương trình. Đó, qua cái phần này chúng ta sẽ biết được phần miền nghiệm của bất phương trình và cụ thể như thế nào chúng ta sẽ theo dõi kỹ phần miền nghiệm và cách xác định miền nghiệm ở trong sách giáo khoa nhé. Còn để hiểu rõ hơn về cái phần biểu diễn miền nghiệm ấy thì chúng ta sẽ cùng quan sát lên phần tiếp theo, phần luyện tập 2. Đó, phần luyện tập 2 này cô sẽ hướng dẫn chúng ta là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 2x cộng y bé hơn 200 trên mặt phẳng tọa độ. Ta sẽ hiểu cách biểu diễn cái miền nghiệm của một bất phương trình nhá. Bước đầu tiên này là chúng ta sẽ đi vẽ cái đường thẳng D có phương trình là 2x cộng y trừ đi 200 bằng 0. Đó. Ở đây chúng ta thấy là bất phương trình của chúng ta là 2x cộng y bé hơn 200 thì chúng ta thay cái dấu bé hơn bởi dấu bằng. Đó, thì chúng ta sẽ được là 2x cộng y bằng 200. Chúng ta chuyển vế, chuyển 200 sang thì chúng ta sẽ được là 2x cộng y trừ 200 bằng 0. Đó. Vậy cái bất phương trình của chúng ta thêm dấu bằng vào thì chúng ta sẽ được là một cái phương trình. Và phương trình này là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y, đúng không? Thì phương trình bậc nhất hai ẩn x và y thì chính là phương trình của một đường thẳng. Thì chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng này trên cái mặt phẳng tọa độ OXY. Mà cách vẽ một đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ thì chúng ta đã được học ở chương trình học kỳ 1 rồi, đúng không? Chúng ta biết là đường thẳng xác định khi biết hai điểm đi qua thì chúng ta chỉ cần lấy hai điểm thuộc cái đường thẳng D thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đấy thì chúng ta sẽ có được đường thẳng D ở trên mặt phẳng tọa độ OXY, đúng không? Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái điểm bất kỳ, chẳng hạn chúng ta có thể lấy điểm O có tọa độ 0,0 hoặc điểm nào cũng được, nghĩa là nó thỏa mãn là nó không thuộc cái đường thẳng D của chúng ta. Đấy, nhớ là nó phải không thuộc đường thẳng D nhá. Chúng ta sẽ phải lấy cái điểm không thuộc đường thẳng D. Có nghĩa là tọa độ của điểm đấy sẽ không thỏa mãn phương trình đường thẳng đấy. Thì ở đây cô sẽ lấy điểm O có tọa độ là 0,0. Thì cô sẽ thay cái tọa độ của điểm O này vào cái biểu thức 2x cộng y thì ta sẽ được là gì nhỉ? 2 nhân với 0 cộng với 0 thì ta sẽ được kết quả là bằng 0 và nó nhỏ hơn 200. Vậy thì cái điểm O có tọa độ 0,0 này sẽ là thỏa mãn cái gì nhỉ? À, thỏa mãn cái bất phương trình 2x cộng y bé hơn 200, đúng không? Hay là cách khác là miền nghiệm của bất phương trình 2x cộng y bé hơn 200 nó sẽ chứa cái điểm O này, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận được đó là gì nhỉ? À, miền nghiệm của bất phương trình sẽ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D và có chứa điểm O và nó không kể cái đường thẳng D. Đó, chính là cái phần mà không bị kẹt ở trong cái biểu đồ này. Đấy, cô đã vẽ như này. Đó. Cái phần đây, phần gạch nét đất này chính là đường thẳng D. Đường thẳng D của chúng ta sẽ có phương trình là 2x cộng y bằng 100.
hay là 2x cộng y trừ 1 trừ 2 trừ 200 bằng 0 ấy. Đó. Đây, phần này. Đường thẳng này đi qua hai điểm có tọa độ là 100 0 và 0 200. Đấy, và chúng ta thấy là bất phương trình của chúng ta không có chứa cái dấu bằng, có nghĩa là nó nhỏ hơn hẳn luôn. Cho nên ở đây chúng ta sẽ không bao gồm cái bờ này, không bao gồm cái bờ này. Và điểm O có tọa độ 0 0 thuộc thỏa mãn bất phương trình thì miền nghiệm của bất phương trình nó sẽ là chứa cái điểm O này, chính là cái phần màu trắng này. Đó. Vậy là chúng ta đã biết cách biểu diễn một biểu diễn cái miền nghiệm của một bất phương trình rồi. Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong phần luyện tập 2. Vậy thì chúng ta đã biết là miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn, đúng không? Bây giờ quay trở lại bài toán mở đầu. Thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán mở đầu như sau. Ở đây nếu mà chúng ta gọi x là số lượng vé loại 1 bán được và x sẽ phải thuộc n, và y là số lượng vé loại 2 bán được thì tương tự như thế, y cũng sẽ phải là thuộc n, nghĩa là phải là số tự nhiên. Thì số tiền bán vé thu được sẽ là 50x cộng với 100.000 đồng, đúng không? Phần này cô đã giải thích ở hoạt động 1 rồi. Thì người ta sẽ phải bù lỗ trong trường hợp là số tiền bán vé nhỏ hơn 20 triệu đồng. Tức là thế nào nhỉ? Tức là 50x cộng với 100y sẽ phải nhỏ hơn 20.000. Điều này tương đương với gì các bạn? Chia cả hai vế của bất phương trình này cho 50 thì chúng ta sẽ được là x cộng với 2y nhỏ hơn 400. Đấy. Hay ta nói là bất phương trình 50x cộng với 100y nhỏ hơn 20.000 sẽ tương đương với x cộng với 2y nhỏ hơn 400. Như vậy thì việc giải quyết bài toán mở đầu sẽ dẫn đến việc tìm miền nghiệm của bất phương trình x cộng với 2y nhỏ hơn 400, đúng không? Bởi vì sao nhỉ? Chúng ta sẽ cần đi tìm cái số lượng vé loại 1 và loại 2 bán được. Chính là ta phải đi tìm cái cặp số xy, đảm bảo x và y của chúng ta sẽ phải là các số tự nhiên, đúng không? Và các cặp xy này nó sẽ phải thỏa mãn bất phương trình là x cộng với 2y nhỏ hơn 400. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình này. Ta sẽ đi xác định cái miền nghiệm của bất phương trình này nhé. Miền nghiệm của bất phương trình này sẽ được xác định như sau. Ta có hai bước, đúng không? Bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đường thẳng, đúng không? Chúng ta thay dấu bé hơn ở đây bằng dấu bằng. Thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng D có phương trình là x cộng 2y bằng 400. Thì chúng ta sẽ thấy là đường thẳng D này đi qua hai điểm. Điểm A có tọa độ là 0, 200 và điểm B có tọa độ là 400, 0, đúng không? Đấy, như trên hình vẽ này. Đó. Đường thẳng D của chúng ta này, đường thẳng nét đứt màu đỏ đây. Đó. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Ta vẽ được đường thẳng D có phương trình là x cộng 2y bằng 400 rồi. Bước thứ hai, chúng ta sẽ lấy góc tọa độ O có tọa độ là 0, 0, đúng không? Lấy cái điểm nào cũng được, miễn là nó sẽ phải thỏa mãn nhé. Đó. Chúng ta sẽ phải chú ý này, chúng ta sẽ phải lấy x và y sao cho nó là các số tự nhiên nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thay tọa độ của điểm O vào cái biểu thức x cộng 2y này thì chúng ta sẽ được là bằng kết quả bằng 0. Ta thấy là 0 thì nhỏ hơn 400, đúng không? Do đó ta kết luận được miền nghiệm của bất phương trình x cộng với 2y nhỏ hơn 400 sẽ là nửa mặt phẳng BD có chứa tốc tọa độ và không kể với đường thẳng D. Bởi vì chỉ là nhỏ hơn thôi nhá. Nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng hoặc là lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta sẽ lấy cả cái bờ. Còn nếu mà chỉ nhỏ hơn hoặc là lớn hơn không thì chúng ta sẽ không kể cái bờ nhá. Đấy. Rồi. Vậy thì chúng ta lại thấy là cái số lượng vé bán ra được loại 1 và vé bán ra loại 2 phải là các số tự nhiên, đúng không? Phải là các số tự nhiên. Cho nên nó sẽ phải thuộc cái phần các phần tử thứ nhất này này. Đó. Nó sẽ phải lớn hơn không? Nó phải lớn hơn không? Thì nó thuộc phần bên này, đúng không? Thuộc phần bên phải của trục OI và bên trên của trục OX, chính là cái phần này. Đó. Và bỏ đi cái phần bị gạch. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là miền nghiệm của bất phương trình sẽ là miền tam giác OAB. Nếu mà chúng ta sẽ phải chú ý là điều kiện của X và Y sẽ là thuộc N, đúng không? Thì khi đó, nếu số vé bán được loại 1 là x và số vé bán được loại 2 là y thì cái điểm x và y này nó sẽ phải nằm trong cái miền tam giác OAB không kể cạnh AB. Đấy, cái miền tam giác OAB này khi nãy là không kể cái đường thẳng D ấy, thì chúng ta bây giờ trong cái miền tam giác OAB này
chúng ta cũng sẽ là không kể cái độ thẳng AB. Đó. Vậy thì cái điểm XY mà nó nằm trong cái miền tam giác OAB không kể cái độ thẳng AB này, thì khi mà XY của chúng ta nằm trong miền tam giác đó thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ phải bù lỗ. Đấy, bởi vì khi mà nó nằm trong cái miền đó thì cái số tiền mà vé của chúng ta thu được sẽ nhỏ hơn 20 triệu đồng. Mà khi mà nhỏ hơn 20 triệu đồng chúng ta sẽ phải bù lỗ nhá. Thì khi mà điểm XY của chúng ta nằm trên cái đoạn thẳng AB ấy, thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ hòa vốn, có nghĩa là dấu bằng sẽ chảy ra, đúng không? Dấu bằng sẽ chảy ra là số tiền chúng ta thu được sẽ là 20 triệu đồng. 20 triệu đồng thì chính là bằng cái số tiền mà rạp chiếu phim bỏ ra rồi. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ gọi là hòa vốn. Thì chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Nếu mà chúng ta bán được 100 vé loại 1 và 150 vé loại 1 và 150 vé loại 2 thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ có lãi. Và nếu mà chúng ta bán được 200 vé loại 1 và 100 vé loại 2 thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ hòa vốn. Và nếu mà chúng ta bán được 100 vé loại 1 và 100 vé loại 2 thì rạp chiếu phim của chúng ta sẽ phải đi bù lỗ. Đó. Các bạn phải nhớ là số vé bán được ở đây sẽ phải là một số tự nhiên nhé, phải là một số tự nhiên, cho nên nó mới là nằm trong cái miền tam giác UAB đấy. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta thấy là bài toán ở tình huống mở đầu này là một bài toán hết sức thực tế, đúng không? Trong kinh doanh. Đấy, trong kinh doanh thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái thị trường chúng ta kinh doanh hoặc là tính toán các cái yếu tố liên quan, đúng không? Vậy thì đấy chính là ý nghĩa của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng các cái kiến thức mà chúng ta vừa được học để đi giải quyết bài vận dụng trang 25. Ở bài này đề bài cho chúng ta như sau. Một công ty viễn thông tính phí 1.000 đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2.000 đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu phút gọi ngoại mạng trong một tháng nếu muốn số tiền phải trả ít hơn 200.000 đồng. Vậy thì đây cũng là một bài toán hết sức thực tế, đúng không? Bạn bây giờ thì chúng ta lớp 10 rồi, hầu như bạn nào cũng có điện thoại. Mà hiện tại ấy, thì chúng ta sẽ ít gọi điện, đúng không? Hay ít gọi điện thoại bình thường ấy, gọi số điện thoại với nhau ấy. Bây giờ thì chúng ta thường là trao đổi qua Zalo, Facebook, Insta các thứ nhiều hơn, đúng không? Chúng ta ít gọi điện thoại, nhưng có những trường hợp thì chúng ta vẫn phải gọi điện thoại, đúng không? Chúng ta vẫn phải chi trả tiền điện thoại. Thì chúng ta sẽ biết là giá tiền trong một phút gọi nội mạng thì tùy vào nhà mạng nó sẽ khác nhau. Thì ở đây người ta sẽ cho là giá tiền trong một phút gọi nội mạng là 1.000 và một phút gọi ngoại mạng là 2.000. Vậy thì đối với bài toán này chúng ta sẽ phải vận dụng kiến thức như thế nào để giải quyết, chúng ta sẽ cùng quan sát như sau. Vậy thì để số tiền phải trả ít hơn 200.000 đồng thì x và y sẽ phải thỏa mãn bất phương trình, đó là x cộng với 2y nhỏ hơn 200, đúng không? Đấy. Do đó, muốn số tiền trả ít hơn 200.000 đồng thì số phút gọi nội mạng x và số phút gọi ngoại mạng y nó sẽ phải là nghiệm của bất phương trình x cộng 2y bé hơn 200, đúng không? Đấy. Mà bất phương trình này là bất phương trình gì các bạn nhỉ? À, đây chính là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Mà bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì nó sẽ có vô số nghiệm, đúng không? Bởi vì miền nghiệm của nó sẽ là một nửa mặt phẳng có bờ là một cái đường thẳng D nào đó, đúng không? Đấy. Vậy thì bất phương trình này sẽ có vô số nghiệm. Chính vì thế, chúng ta sẽ có nhiều phương án để sử dụng số phút gọi nội mạng và ngoại mạng thỏa mãn. Chẳng hạn như ở đây cô sẽ chọn là 100 phút nội mạng và 40 phút ngoại mạng. Thì khi đó này, 100 thì chúng ta sẽ thay vào x và 40 chúng ta sẽ thay vào y thì chúng ta sẽ được là gì nhỉ? À, 100 cộng với 2 nhân với 40 thì sẽ đạt được bằng bao nhiêu? À, bằng 180. 180 nó nhỏ hơn 200 rồi thì nó sẽ thỏa mãn, đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần chọn cặp số xy thỏa mãn cái bất phương trình là x cộng với 2y nhỏ hơn 200, hay nói cách khác là chọn cặp số xy làm nghiệm của bất phương trình x cộng 2y nhỏ hơn 200 thì đấy chính là x số phút gọi nội mạng và y số phút gọi ngoại mạng mà chúng ta sẽ phải sử dụng để số tiền mà ít hơn, số tiền phải trả ít hơn 200.000 đồng, đúng không? Đấy. Rồi, đấy là một cái bài toán thực tế.
Vậy thì chúng ta chỉ cần trả lời cái bài toán này, đó là số phút gọn nội mạng x và số phút gọn ngoại mạng y nó sẽ phải là nghiệm cái bất phân tử x cộng với 2y nhỏ hơn 200, thì bài toán của chúng ta cũng được giải quyết, đúng không? Đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài vận dụng này. Nghĩa là chúng ta đã giải quyết xong các cái câu hỏi ở phần đầu bài và phần giữa bài trong cái bài tiên của chương 2, chính là về bất phân tử bậc nhất hai ấn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các cái kiến thức mà chúng ta vừa học để đi vào giải quyết các cái phần bài tập ở cuối bài nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên là bài 2.1 trang 25. Bài tập đầu tiên này người ta cho như sau. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ấn? Người ta cho 3 phương trình. Người ta cho 3 bất phương trình. A. 2x cộng với 3y lớn hơn 6. B. 2 mũ 2x cộng với y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và C. 2x bình trừ đi y lớn hơn hoặc bằng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ phải nhớ lại kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn, đúng không? Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y thì nó sẽ có dạng là ax cộng với bi lớn hơn c hoặc là nhỏ hơn c hoặc là lớn hơn hoặc bằng hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng c, đúng không? Với a, b, c là các số thực và a, b phải không đồng thời bằng không, có đúng không? Đấy. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát ba bất phương trình này này thì chúng ta sẽ biết được ngay cái bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y, đúng không? Chúng ta sẽ giải quyết bài tập này như sau. Đầu tiên ở câu A, bất phương trình 2x cộng 3y lớn hơn 6. Đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì nó có dạng là ax cộng bi lớn hơn c, đúng không? Và a của chúng ta bằng 2, b của chúng ta bằng 3 thì a và b sẽ không đồng thời bằng 0. Đấy, cho nên nó thỏa mãn. Vậy thì bất phương trình A sẽ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Tiếp theo, ở câu B, ta sẽ thấy là 2 mũ 2 nhân với x thì ở đây cái mũ 2 là nó thuộc về cái phần số 2, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính này, 2 mũ 2 thì bằng 4. Cho nên cái bất phương trình đề bài cho sẽ tương đương với là 4x cộng y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì 4x cộng y nhỏ hơn bằng 0 thì đây cũng là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì nó cũng sẽ có dạng là ax cộng bi nhỏ hơn hoặc bằng c. Và a của chúng ta ở đây là gì nhỉ? À là bằng 4, b là bằng 1 và c là bằng 0. Thì a và b của chúng ta ở đây cũng không đồng thời bằng 0. Đó. Đấy. Rồi, vậy thì bất phương trình ở câu B này cũng là bất phương trình bậc nhất hai ấn. Tiếp theo, câu C. 2x bình trừ y lớn hơn hoặc bằng 1. Thì đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vì x bình của chúng ta gì nhỉ? X bình ở đây có hệ số khác không này, đó là 2. Và bậc của x bình là bao nhiêu các bạn nhỉ? À, bậc của x bình là bậc 2. X mũ 2 mà, x bình phương thì chính là x mũ 2. Mà x mũ 2 thì bậc của x sẽ là bậc 2. Mà bậc 2 rồi thì như nào? À, bậc 2 thì nó cũng không còn là bậc nhất nữa. Thì đây sẽ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ấn. Rồi, ok. Vậy là chúng ta giải quyết xong bài đầu tiên, bài 2.1 đúng không? Và chúng ta thấy là trong 3 bất phương trình A, B, C thì bất phương trình ở câu A và câu B là bất phương trình bậc nhất hai ấn. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài 2.2. Đề bài cho như sau. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ. Câu A, 3x cộng 2y lớn hơn hoặc bằng 300. Và câu B, 7x cộng 20y nhỏ hơn 0. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng ý đầu tiên, từng ý nhá. Đầu tiên là ý A này. Thì để biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình này thì chúng ta sẽ phải trải qua hai bước, đúng không? Bước đầu tiên này, thì chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng D. Ở đây chúng ta sẽ thay dấu lớn hơn hoặc bằng bởi dấu bằng. Thì chúng ta sẽ có một cái phương trình đường thẳng. Thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng D có phương trình là 3x cộng với 2y bằng 300 trên mặt phẳng tọa độ. Thì để vẽ được phương trình đường, để vẽ được cái đường thẳng này lên cái mặt phẳng tọa độ thì chúng ta sẽ lấy hai cái điểm thuộc cái đường thẳng. Sau đó chúng ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm là được, đúng không? Bước thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái điểm góc tọa độ là O có tọa độ 0,0. Thì chúng ta thấy là điểm O này không thuộc đường thẳng D. Đó, điểm O này không thuộc đường thẳng D.
thì ta sẽ thay cái x bằng 0 và y bằng 0 vào cái biểu thức là 3x cộng với 2y, chính là cái biểu thức ở vế bên phải của cái bất phương trình đã cho ấy. Thì ta sẽ được là gì nhỉ? 3 nhân 0 cộng với 2 nhân 0 thì nó đúng bằng 0. Và 0 này thì nhỏ hơn 300. Nhỏ hơn 300 mà bất phương trình của chúng ta là phải lớn hơn hoặc bằng 300. Vậy thì cái điểm ô này nó sẽ không thuộc cái miền nghiệm của bất phương trình, đúng không? Bởi vì nó nhỏ hơn mà bất phương trình của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng. Cho nên cái điểm ô của chúng ta sẽ là không thuộc cái đường, không thuộc cái miền nghiệm của bất phương trình nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ kết luận được là miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D và không chứa điểm ô, chính là cái miền tô màu. Miền tô màu này. Đó. Và chúng ta thấy là bất phương trình của chúng ta là gì nhỉ? Bất phương trình của chúng ta là có chứa dấu bằng 3x cộng 2y lớn hơn hoặc bằng 300 này. Thì khi đó miền nghiệm của chúng ta sẽ lấy cả cái bờ là đường thẳng D này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cả cái đường thẳng D. Vậy thì cô nhắc lại này, miền nghiệm của bất phương trình ở câu A này sẽ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D, không chứa điểm O và lấy cả cái đường thẳng D. Đó, lấy cả cái đường thẳng D. Vậy thì chính là cái phần tô màu ở trên cái hình vẽ. Đây, cô đã vẽ ở đây. Tương tự thì các bạn cũng vẽ như thế vào vở thôi, đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như thế thì chúng ta sẽ giải quyết câu B này. Chúng ta cũng sẽ có hai bước, đúng không? Bước đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ đường thẳng gì nhỉ? 7x cộng 20y bằng 0. Đó. Bởi vì bất phương trình của chúng ta là 7x cộng 20y nhỏ hơn 0 mà, thì chúng ta sẽ thay dấu nhỏ hơn với dấu bằng này, thì chúng ta sẽ được một cái đường thẳng. Đường thẳng của chúng ta có phương trình là 7x cộng 20y bằng 0. Ta vẽ đường thẳng này trên mặt phẳng tọa độ. Và bước thứ hai thì chúng ta sẽ lấy một cái điểm bất kỳ. Ở đây thì cô thấy là điểm bình thường thì chúng ta sẽ hay lấy điểm O có tọa độ là 0,0, đúng không? Nhưng ta thấy là điểm O lúc này nó sẽ thuộc cái đường thẳng D, cho nên chúng ta sẽ không lấy điểm O nữa, mà chúng ta sẽ phải lấy một cái điểm khác mà không thuộc thẳng D. Thì ở đây cô sẽ lấy cái điểm A có tọa độ là 100,100. Thì điểm A này sẽ không thuộc đường thẳng D. Thì cô sẽ thay x bằng 100 và y bằng 100 vào biểu thức là 7x cộng 20y. Thì cô sẽ được là 7 nhân với 100 cộng với 20 nhân với 100 thì sẽ được kết quả là 2700. Và 2700 này thì lớn hơn 0, mà bất phương trình của chúng ta là nhỏ hơn 0. Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D và nó phải không chứa cái điểm A. Và chúng ta sẽ vẽ được như sau. Đó. Đây, chính là cái miền tô màu này. Đó. Và nhớ là nó không chứa cái đường thẳng D này nhá. Nó không chứa cái đường thẳng D này. Chúng ta sẽ vẽ bằng nét đất. Chúng ta sẽ vẽ bằng nét đất. Ở đây là chúng ta vẽ bằng nét liền, nhưng mà chính xác hơn thì chúng ta sẽ phải vẽ bằng nét đất nhá. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là nhìn vào cái hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy ngay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải chú giải như cô ở đây. Đó là miền tô màu không chứa cái đường thẳng D. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải ghi là nó không chứa cái đường thẳng D. Nhớ nhá, bất phương trình của chúng ta mà có chứa cái dấu bằng thì chúng ta mới lấy cả cái bờ. Còn nếu không chứa dấu bằng, nó nhỏ hơn hoặc nó lớn hơn hẳn ấy, thì chúng ta sẽ không lấy cái bờ. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập 2.2. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài tập 2.3. Và đây sẽ là một bài tập cuối cùng của học ngày hôm nay. Bài tập cho như sau. Ông An muốn thuê một chiếc xe ô tô có lái xe trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bằng sau. Đây, giá thuê xe. Phí cố định là tính theo đơn vị 1.000 đồng trên một ngày. Từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ là 900.000 đồng trên một ngày. Phí theo quãng đường di chuyển sẽ là 8.000 đồng trên 1 km. Và thứ 7 và chủ nhật thì phí nó sẽ khác, phí nó sẽ cao hơn, đúng không? Bởi vì thứ 7 và chủ nhật sẽ là ngày cuối tuần. Cuối tuần thì thường phí nó sẽ cao hơn so với ngày trong tuần. Đấy. Rồi, vậy thì ở đây đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Gọi x và y là lần lượt là số km ông An đi được trong các cái ngày thứ 2 đến thứ 6 và trong 2 ngày cuối tuần. Có nghĩa là x sẽ là số km mà ông An đi được từ thứ 2 đến thứ 6 này. Và y sẽ là số km mà ông An đi được trong 2 ngày cuối tuần, cả thứ 7 và chủ nhật, đúng không? Đấy. Người ta yêu cầu là viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y
sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng. Và B là biểu diễn miền nghiệm của bất công trình ở câu A trên mặt học tọa độ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết câu A trước nhé. Đầu tiên câu A thì số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô từ thứ 2 đến thứ 6 là bao nhiêu nhỉ? À, đầu tiên này, đó là phải trả cái tiền phí cố định. Và thứ hai là sẽ phải trả cái tiền phí theo quãng đường, đúng không? Phí cố định là mỗi ngày, dù bạn có đi hay không đi, dù ông An có đi hay không đi ấy, thì ông An cũng sẽ phải trả từng cái tiền, đúng không? Đó là chẳng hạn như thuê thứ hai thì phí cố định sẽ là 900.000 đồng trên một ngày. Dù ông An có thuê cái xe ông An để đấy không thì ông An cũng sẽ phải mất 900.000 trên một ngày. Còn ông An di chuyển ấy, thì lái xe người ta sẽ phải chở ông An đi, đúng không? Thì khi đó ông An sẽ phải trả thêm cái số tiền tính theo cái km di chuyển. Bởi vì ở đây là ông An thuê xe có lái, nghĩa là người lái, và ông An không tự lái. Đấy. Vậy thì từ thứ 2 đến thứ 6 này thì bao gồm mấy thứ nhỉ? À, bao gồm 5 thứ là 5 ngày, đúng không? Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 là 5 ngày. Thì mỗi ngày sẽ phải trả phí cố định là 900.000 đồng. Thì 5 ngày sẽ phải trả số tiền là 900 mà nhân 5, đúng không? Đấy. Và tương tự như thế thì ngoài cái việc mà ông An phải trả cái phí cố định theo ngày thì ông An sẽ phải trả cái phí tính theo cái quãng đường di chuyển, mà từ thứ 2 đến thứ 6 thì ông An di chuyển là x km mà mỗi km là 8.000 đồng thì sẽ phải trả số tiền là 8x.000 đồng, đúng không? Cho nên là tổng số tiền mà ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô từ thứ 2 đến thứ 6 với cái quãng đường di chuyển là x km thì sẽ là 900 x 5 cộng với 8x bằng 4.500 cộng với 8x.000 đồng, đúng không? Đó, có nghĩa là ông An sẽ phải trả 4.500 cộng với 8x.000 đồng cho cái việc thuê xe ô tô từ thứ 2 đến thứ 6 với cái quãng đường di chuyển là x km. Đấy. Tương tự như thế thì chúng ta cũng sẽ tính được số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô từ thứ 7 và chủ nhật sẽ là 1.500 nhân với 2. Thứ 7 và chủ nhật thì sẽ là 2 ngày, thì sẽ là nhân 2 lên. Và quãng đường đi là y km và 10.000 đồng trên 1 km thì sẽ là 10 nhân với y. Thì khi đó số tiền mà ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô thứ 7 và chủ nhật sẽ là 1.500 nhân với 2 cộng với bao nhiêu nhỉ? À, 10y chính là bằng 3.000 cộng với 10y.000 đồng. Hay chính là gì nhỉ? À, số tiền ông An phải trả cho việc thuê xe ô tô vào thứ 7 và chủ nhật cho việc di chuyển y km sẽ là 3.000 cộng với 10y.000 đồng. Đấy. Rồi, thì từ đó chúng ta sẽ có được tổng số tiền mà ông An phải trả cho việc thuê xe trong một tuần. Trong một tuần thì bao gồm là các ngày trong tuần và hai ngày cuối tuần, đúng không? Đấy, thì sẽ là 4.500 cộng 8x cộng với 3.000 cộng với 10y. Lấy hai cái này cộng lại với nhau, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra được là bằng bao nhiêu nhỉ? À, lấy phần số hoặc cái phần số này, chúng ta sẽ được là 7.500 cộng với 8x cộng với 10y. Và đơn vị ở đây là 1.000 đồng nha các bạn. Đó. Vậy thì tổng số tiền mà ông An phải trả cho việc thuê xe trong một tuần sẽ là 7.500 cộng với 8x cộng với 10.000 đồng. Đấy. Mà muốn cái số tiền này không vượt quá 14 triệu đồng, đúng không? Không vượt quá 14 triệu đồng thì tổng số tiền nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 14 triệu đồng, đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ có được bất công trình, đó là 7.500 cộng với 8x cộng với 10y sẽ bé hơn hoặc bằng 14.000. Các bạn chú ý nhá, 14 triệu đồng thì sẽ chính là 14.000 đồng nhá. Đấy, cái phần này cô giải thích ở phần hoạt động đầu tiên rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm gọn cái bất công trình này lại nhá. Thì chúng ta sẽ chuyển cái 7.500 này sang bên này này, chuyển số về một bên này. Thì ta lấy 14.000 mà trừ đi 7.500 thì được kết quả là 6.500, đúng không? Thì bất công trình này sẽ tương đương với là 8x cộng với 10y nhỏ hơn hoặc bằng 6.500. Chúng ta sẽ chia cả hai vế của bất công trình này cho 2 thì ta sẽ được là 4x cộng với 5y
nhỏ hơn hoặc bằng 3.250. Vậy thì bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng sẽ là 4x cộng với 5y nhỏ hơn hoặc bằng 3.250. Bạn chú ý nhé, không quá thì chính là nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, bây giờ chúng ta giải quyết xong câu A. Thì câu B người ta yêu cầu là biểu diễn cái gì nhỉ? À, biểu diễn cái miền nghiệm của cái bất phương trình của câu A. Chính là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 4x cộng với 5y nhỏ hơn hoặc bằng 3.250 lên mặt phẳng tọa độ, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng giải quyết câu B như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng D thay cái dấu nhỏ hơn hoặc bằng bởi dấu bằng thì chúng ta sẽ được một phương trình đường thẳng. Ta sẽ vẽ đường thẳng D có phương trình là 4x cộng với 5y bằng 3.250 trên mặt phẳng tọa độ. Và chúng ta thấy là góc tọa độ O không không, cái điểm này nó không thuộc cái đường thẳng D, đúng không? Nó không thuộc đường thẳng D. Thì chúng ta sẽ lấy cái điểm này và chúng ta sẽ đi tính cái giá trị của biểu thức 4x cộng 5y tại x bằng 0 và y bằng 0. Chúng ta thấy là được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 0. 0 nhỏ hơn 3.250 thì có nghĩa là nó thỏa mãn bất phương trình của chúng ta, đúng không? Đấy. Vậy thì miền nghiệm của bất phương trình sẽ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng D có chứa góc tọa độ O và chứa cả đường thẳng D, đúng không? Chứa cả đường thẳng D. Bởi vì sao? À, bởi vì bất phương trình của chúng ta là bé hơn hoặc bằng 4x cộng 5y bé hơn hoặc bằng 3.250, cho nên miền nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm cả cái đường thẳng D và chúng ta sẽ vẽ được như sau. Đấy, miền nghiệm chính là gì nhỉ? À, cái miền không tô màu kể cả cái đường thẳng D. Nhớ là miền không tô màu nhá. Đấy, chứa cái góc ôi này, miền màu trắng này này, chính là miền nghiệm của cái bất phương trình 4x cộng với 5y, 4x cộng với 5y nhỏ hơn hoặc bằng 3.250. Đấy, vậy là ta đã giải quyết được xong câu B. Và giải quyết xong câu B này có nghĩa là chúng ta đã giải quyết được xong bài tập 2.3. Có nghĩa là chúng ta đã giải quyết xong toàn bộ phần câu hỏi bài tập ở phần bài 3 bất phương trình bậc nhất thay ẩn. Thì qua bài này chúng ta sẽ phải nắm vững cho cô cái khái niệm về bất phương trình bậc nhất thay ẩn và khái niệm về nghiệm của bất phương trình bậc nhất thay ẩn và biết cách biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất thay ẩn lên mặt phẳng tọa độ. Đấy. Rồi, ok. Vậy là bài học ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bài học sau. Xin chào.